Thì dạo này ra mắt khá là nhiều các thiết bị chăm sóc sức khỏe, cải thiện môi trường sống, từ máy lọc nước cho đến máy lọc không khí, rồi giờ lại đến máy đo độ tinh khiết của nước. Có vẻ như là ở Trung Quốc thì cũng đang gặp phải vấn đề về môi trường giống như Việt Nam. Và đây là chiếc hộp của cái bút, nó cũng chẳng có phụ kiện gì đâu. Trên thân hộp thì cũng toàn là tiếng Trung Quốc thôi, cho nên là chúng ta cũng sẽ không cần quan tâm đến cái hộp này làm gì cả. Về cây bút thì nó có kích thước khá là nhỏ gọn, chỉ to như là một cây bút viết bảng mà thôi. Hai đầu chúng ta sẽ có hai cái nắp, một đầu thì sẽ là cái chỗ để chúng ta có thể thay pin. Nó sử dụng hai cục pin nhỏ tí xíu như này thôi, có thể thay pin một cách dễ dàng. Hơi tiếc là Xiaomi không làm cổng micro USB để chúng ta có thể sạc được, thay vì là phải đi mua pin mỗi khi mà nó bị hết pin. Ở đầu bên kia thì sẽ là cái đầu để chúng ta có thể cắm vào nguồn nước để đo. Có ba cái điện cực ở đây để làm nhiệm vụ đo đạc. Ở giữa cái bút thì chúng ta sẽ có một cái màn hình nho nhỏ dạng đen trắng thôi, đủ để hiển thị mức độ tinh khiết của nước. Đơn vị được sử dụng ở trong cái bút này chính là ppm, nghĩa là parts per million, hay được hiểu đơn giản là miligam trên 1 lít. Trong 1 lít nước thì sẽ có bao nhiêu miligam chất hòa tan. Chất hòa tan ở đây thì bao gồm chất khoáng này, muối và kim loại. Cho nên là thực ra là các bạn sẽ cần lưu ý là chưa chắc chỉ số cao thì là rất là độc hại. Có rất là nhiều loại muối khoáng có lợi cho sức khỏe mà. Nếu như mà các bạn đem cái bút này mà đi đo nước khoáng thì chắc chắn là sẽ có chỉ số rất là cao. Để có thể tiến hành đo đạc thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút duy nhất ở trên cái bút này và màn hình sẽ bật sáng lên. Tháo nắp ra và chúng ta sẽ có thể đo đạc rồi. Ở đây thì mình đã chuẩn bị ba loại nước khác nhau. Loại đầu tiên thì là loại mà mình lấy trực tiếp từ cái bình lọc nước mà mình vẫn thường hay uống, mang tên là hiệu Miru. Miru là cũng khá là sang chảnh đấy. Loại thứ hai thì mình rót trực tiếp từ cái vòi nước máy. Loại thứ ba thì sẽ là cái bể cá lâu ngày bọn mình không dùng đến. Nó đã có rất là nhiều những cái rong rêu, rồi lại có cả mấy con cung quạng ở trong này rồi, dự là sẽ rất là bẩn đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành đo từng loại một. Đầu tiên là nước lọc. Các bạn có thể thấy là với cốc nước lọc Miru thì chỉ số nó khoảng từ 8 đến 10. Thì có thể thấy là đây là một chỉ số khá là thấp rồi, rất an toàn cho sức khỏe của chúng ta. Cốc nước tiếp theo là cốc nước máy, chỉ số đã vượt lên rất cao, lên tới 200 ppm. Thực ra thì theo tiêu chuẩn của WHO thì nước chúng ta uống hàng ngày ấy, nó chỉ cần không vượt quá 500 ppm là được. Thì thực ra là nước máy này vẫn uống được, tuy nhiên thì nó cũng không tốt lắm. Mình cũng không khuyên là các bạn nên uống nước máy đâu. Chuyển sang cái nước cuối cùng, các bạn đoán xem cái loại này thì bao nhiêu ppm. Mình nghĩ là nó phải rơi vào khoảng 1000. Wow, một kết quả rất bất ngờ là cái bình nước siêu bẩn này thì nó cũng chỉ có chỉ số ppm là 204 ppm mà thôi. Nó không khác gì nhiều so với lại cái cốc nước máy của chúng ta ở đây. Lý do vì sao mà lại có một cái sự bất hợp lý như thế này thì mình nghĩ là vì cái bình nước này nó chỉ có nhiều vi sinh vật sống mà thôi, kiểu nhiều cung quăng rồi là nhiều vi khuẩn, chứ còn nó lại không có nhiều chất hòa tan, cho nên là cái bút này nó lại không đo được. Cái bút này thì nó sẽ chỉ có công dụng đo chất hòa tan ở trong nước mà thôi. Chia sẻ với các bạn một chút thông tin là hôm qua thì mình có đi ăn bún bò Huế và có đem cái bút này đi đo thử. Và bút cho kết quả là rất lớn, lên tới 785. Tuy nhiên thì lại còn một dấu x10 nhỏ nhỏ bên cạnh, có nghĩa là 7850mg trên 1 lít, một kết quả rất là cao. Kết luận lại một chút thì có thể thấy rằng cái bút này hoạt động đo đạc khá chính xác. Tuy nhiên thì các bạn cần hiểu là để có thể xác định được nước có thực sự an toàn hay không thì chưa chắc. Bởi lẽ là có những chất vô cùng độc hại như chì hay là arsen, nồng độ ở trong nước chỉ cần 2mg trên 1 lít thôi là đã đủ để gây hại cho cơ thể rồi. Tuy nhiên thì mình thấy là sắm cho mình một cái bút như thế này và mang theo mình mỗi khi